Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú chị em và bạn thân yêu. Như ông bà cô chú anh chị em cũng biết là nhà anh Tân là lò đậu hũ và lò tương. Thì lúc trước giờ anh Tân có hay nói với Khánh là lâu lâu thì tôi có lên trên gần nhà ngoại của cô á, đặng tôi mua đường thùng đặng về làm tương. Mà cái loại mà đường thùng đặc á, nó có cái màu đen, nó không có quá chất. Nó với lại khi mà mình làm được ra cái hộp tương thì nó rất là đẹp, thì ăn thì nó đảm bảo sức khỏe. Thì bữa nay là cái ngày anh Tân đi mua đường thùng, cho nên là Khánh xin anh Tân Khánh đi theo. Thì hồi xưa giờ ở quê của Khánh thì hồi xưa lò đường rất là nhiều, tại vì hồi xưa khu vực ở đây là trồng mía rất là nhiều, hầu như là nhà ai cũng trồng mía. Nhưng mà 20 năm trở lại đây thì ai cũng lên vườn dừa để trồng dừa, và mía thì hầu như là không có ai trồng nữa hết. Cho nên là Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị bữa nay cùng lên ôn lại kỷ niệm xưa, để tìm hiểu biết cũng như là nhìn lại ngày xưa cô dì chú bác của mình ở quê làm lò đường như thế nào. Để chậm hả anh Tân? Còn bên đây nhà của ổng luôn hả? Không. Bên đây là cái làm ra đường cát, bên đây là đường khùng với đường mập. Còn đường phèn? Đường phèn thì không có. Đúng rồi. Khánh mới vừa bước vô đây, Khánh thấy có mấy cái cục giống như cái thau mà úp lên, rồi cục thì úp xuống, mà cục thì vàng, cục thì vàng lợp hơn. Cái này là chắc cục đường rồi. Cái này có thương hiệu đường nào? Cái này cứng của anh Tân. Cứng chứ? Cứng chứ. Dạ. Có thương hiệu lắm nè. Có thương hiệu nữa hả? Thành phần mía cây hướng dẫn sử dụng, nên dùng tước hạn sử dụng. Cái này đúng trắng luôn hả? Cái này nó không chính xác đâu, có thể là dư vài chục ký, 20-30 ký gì đó. Sao có sao đâu. Anh lấy hết nhiêu đó đi. Gì? Anh lấy hết nhiêu đó hả? Hết cái nào? Cái màu đen hả? Anh lấy lần nhiêu đó hả? Rồi anh chở bạn gì? Xe đạp. Xe đạp quá để. Ghê hả? Đường lương nấu rồi nằm ở đây. Đi dọc qua bên đó luôn được. Ủa anh lấy lần nhiều vậy hả? Vậy hả? Thì hồi đó nghe mẹ em nói mẹ em đi nấu đường, đi ép mía á, cái người ta để thùng thùng gì nè, mà nghe nói đường nó có lớp hay gì á. Đúng rồi, bên kia nó đổ, công nghệ nó đổ bên kia. Vậy hả? Nổi quá ha. Cục vậy là nhiêu ký? 20 kg anh Tân? Dạ, đầu cục này lần phải 25 nữa lên. Vậy hả? Đó, hết tiền luôn. 308 là chắc là 38 kg. Không phải, không phải. Cái này chắc 20 mấy kg, tại vì một hồn cao hồi đó là dày, là 50 kg. Bây giờ nó chắc nặng quá. Có cục đường nào ba lớn vậy không? Ai chắc nổi. Ở bên đây là gì vậy? Làm đường cát, không phải là đường cát. À, hả? Nó là đường cát hả? Ủa, sao đường nó ra cát được hả con? Nó đánh đấy. Đánh ra hả? Thạch chưa thành đường thùng. À, hả? Hồi xưa em nhớ vô là đường nó kêu rần rần đít lỗ tai, nói chuyện không được luôn á. Thì bây giờ nó làm theo công nghệ mới, là làm bằng điện. Ờ hả? Còn hồi xưa là chạy bằng dầu hay gì? Dầu. Đó hả? Hàng gì? Hồi đó nói chuyện nghe không nghe được gì hết trơn á. Là lò đường đang nấu. Chú chụm hả chú? Dạ. Gì không? Dạ không, con phải. Cái nước mẹ gì? Dạ đúng rồi. Chú là ở bên cái khâu chụm lửa. Lửa đúng rồi. Dạ. Cái này là cái bếp lò hả chú? Lò. Dạ. Nó tinh tẩm là đường nước mía nó chảy xuống hả chú? Ừ, nước mía để lúc đó. Dạ. Mấy chú đang nấu không này? Dạ. Dạ. Chú nấu gì bao lâu mới xong một nồi? À, khoảng nửa tiếng tới 45 phút. Dạ. Tức là cái này là xắt mía nè, xắt mía, cây mía ép ra lấy cái đường đi hết rồi, cái này chỉ còn có cái xác của cây mía thôi. Lấy nước mà nấu. Dạ. Cái xác chụm. Dạ. Cái nước thì mình nấu ở trên, còn cái xác thì nằm đây. Dạ. Cũng có làm qua mấy năm, còn thanh niên đó. Đường nãy hả anh Tân? Quá tiền luôn. Ủa, mấy cái thao này là hồi nãy mấy cục đường nãy hả? Đổ vô đây hả? Này đổ vô thùng. Ủa cái này đổ từng lớp vậy hả? Ủa vậy hả, chứ phải là đổ hết vô một lần hả? Nóng hả, chảy hả? Ồ hèn gì mẹ em nói là nhìn cái lớp đường là biết lớp đường của mình hay của người ta. Sơm xuống á. Để tính theo thấy. Hả? Tính theo thấy. Thấy là sao? Thấy như một tắc á hả? Một chảo như vậy thì mình coi như thấy gì đó. Thấy là gì? Thì người ta đến theo thấy mình tính như đậu mình tính nồi vậy. Ờ. Mình họ coi người ta. Đi chế vô đây hả? Là đậu. Có đây có cục đường ngoài ăn thử nha. Được. Được. Chết à. Ngọt không? Nhuyễn như à? Ngọt không? Ngọt. Ủa anh lấy lần nhiêu đó rồi người ta chở cho anh, người ta giao cho anh luôn hay gì? Mình cái dân mướn xe, đang mướn xe đó. Hả? Đang mướn xe. Xe ở đâu mà mướn? Của anh đi mướn giùm anh. Của chú nãy hả? Vậy là ổng có xe qua lâm. Xe qua lâm chở về. Rồi ai trả tiền xe? Trả anh quá. Đây là mua mấy chỗ lớn rồi không có vụ chở. Dạ hả? Ừ. Ủa bình thường anh lấy bao nhiêu ký đường? Bình thường là 1 tấn vậy không? 1 tấn hả? Lấy lần tấn hả? Tấn. 1 tấn anh xài bao lâu? 3 tháng 4 tháng không về. Có bán cho người ta không? Không có bán người ta. Anh về anh xài thôi hả? Về xài không, về làm tương á. Hả? Nhiều khi ta đặt nhiều nữa. Đặt số lượng nhiều thì mình làm. Lấy nữa hả? Ít thời gian. À. Ủa, hồi nãy em đâu thấy cây mía nào đâu ta? Đi lại chỗ coi ép mía thử. Kia kìa. Ủa anh nấu cái đâu rồi? Đường á là có một con sông, sông này á là sông Hòa Lộc. Sông này nó liền sông Mỏ Cày. Sông Mỏ Cày hả? Cái này nó. Ủa còn cái ngã này đi đâu? Đi Hòa Lộc mà. Sông Hòa Lộc. Sông này là sông Hòa Lộc này, qua đó mới đi cầu Luminh à. Ngay ngã ba đó đó. Đó. Ở đây thì Khánh thấy là có mấy cái này kia bằng cây cân hả anh Tân? Này cái dàn đỡ đang như mía cái ghe bình bển đó ha. Họ cáp với rồi. Là cái ghe đâm mía đó đó. Bên đó có một cái ghe mía người ta đang đậu chở chở cái ghe đó là chở mía đầy nhóc cái chiếc ghe luôn. Rồi sao nữa? Khi mà chưa dắt mía xuống là nó lót cáp, cái dây cáp như Đặng mình thấy đó là lót cáp dưới rồi cái dục mía lên, cái là tới chừng lại đây cái thả cái cẩu đó, thả cẩu móc vô cái cáp. Mấy cái cẩu đó hôm này là mấy cái móc sắt đồ này kia nè. Đó là cái cân luôn á. Ừ. Cái thọ vô cái gáp đó nó móc lên nó để lên cái bàn này nè. Ừ. Mà cái bàn nó cẩu lên. Ừ. Cái trong cái bao phòng đó, phòng chỉ tính á. Ừ. Là người ta bấm máy cái người ta cân bao nhiêu cái nó cẩu. Số ký trong đó luôn hả? Luôn. Vậy là cái này là coi như là cái cân nè ha. Cân. Đây là cái cân quá chừng bự luôn. Đây, cân là cái cân điện tử chứ không có cân như đồng hồ. Hồi xưa có cân điện tử không? Không, hồi xưa là cân bàn, cân heo mình... Hồi xưa cân mía em nhớ cân giống như cân heo vậy á, cân bự chản để dưới đất đó phải không? À, còn giờ lò nhỏ cũng không có được cân này đâu. À, còn giờ là lớn, lò này là lớn nhất ở Mỏ Cày không? Lớn nhất nè, nhất nhì thì ở Bến Tre luôn. Nhất nhì Bến Tre luôn hả? Nhất nhì Bến Tre. Tại nhà Bến Tre thì có nhà máy đường. À. Còn đây thì... Đó là của nhà nước phải không? Còn này là của tư nhân. Rồi lớn nhất nhì Bến Tre. Sau khi mà người ta vác mía ở dưới sông rồi người ta đem lên đây người ta cân. Không có vác, giờ cẩu luôn. Cẩu hả? Đem lên đây cân. Cân cái này là cái cân nữa hả? Cẩu. Thả cẩu. Ờ. Cẩu. Tân xong mày quăng mía vô bên này. Quăng mía vô bên này rồi cái là đưa vô tổng ép. Cái đó là cái ống khói hay cái gì mà tại sao lại xây cái cầu thang đi lên vậy? Tại sao xây cái cầu thang đi lên ta? Cái dạng đỡ lại đó. Đỡ lại hả? Ừ. À, vậy hả? Ông khói bự quá ha. Giống như cái nhà mình xung quanh là cái khung nhà đang làm cái giá đỡ lại. Đà đó. Đà lại. Ủa, à, anh Tân ơi. Anh lấy đường ở đây là nhiêu năm rồi? Đã trên 10 năm rồi. Bạn anh đó hả? Bạn Hàng hả? Bạn Hàng. Trên 10 năm rồi. Trên 10 năm rồi. Tại vì hồi đó ở dưới quê thì cũng có mấy cô làm lò đường. Rồi gắn ở dưới à. Bây giờ sau này là lên hôm này kiếm lò đường ta nghỉ dưới nên mới chỉ lên đây kiếm mới ra lò đường này. Lò này là lớn nhất. Mía này hình như không phải mía mình đây. Mía đâu á? Mía mà dùng An Giang rồi lên về dùng trên. Ờ hả? Trở về hả? Trở về vậy ổng làm có lòi đó. Ở đây người ta nghỉ hết trơn. Không phải chứ. Bằng cái gì? Bằng sao người ta nghỉ? Kiểu như một là mình cực, thứ hai nữa là mía không có là sao lấy được. Còn không có cái mối lấy phải không? Có chỗ lấy. Chở từ xa về. Ở đây giờ là còn mía, giờ vừa. Giờ hết trơn rồi, kiếm cái mía ăn chơi thì có chứ. Phải mía là như nó là trời khi trồng là tới đốn luôn là tao không vô chân được. Mía này mía màu xanh xanh chứ không phải mía đỏ nha. Mà mía mít hồi đó của mình. Mía này chắc ăn cắn không nổi đâu. Nó cứng á ha, máy cắn mới nổi ha. Ăn rồi chắc thay bộ răng quá. Hồi đó em chiên da vậy nè, em làm vậy nè, em kêu em cạp vậy nè. Đó, làm vậy nè, lại ra cây mía. Sao vậy Khánh mới cạp, xước. Vậy xước nổi không? Xước nổi, em xước nổi rồi, răng em bị xước hết nổi rồi. Dạ thôi. Cây mía, đứng đây là nghe cái mùi mía, nghe thấy đã gì đâu đã. Y như hồi đó nhà còn mía vậy. Cái này là y như là cái đống núi vậy. Mía không à. nước mía. Dạ. Rồi cái này nó nấu rồi cái đem tới đó cái gà đực cát. Dạ, còn cái này là nó có cục kia nữa. Rồi đằng đó có cái sạc gà đực cát đó. Cái này có nóng không chú? Nóng chứ không phải trong ngày đi. Nóng hả? Thì nó nóng và giờ xả lửa nó bớt nóng cho vậy. Dạ. Chứ nấu lại. Là cái máy này mới làm ra được hộp đường cát. Rồi đây sạc ra. Đây là cái hộp đường cát mình ăn mỗi ngày. Cái hộp đường này bự hay không? Cái loại này là nhỏ nhất rồi đó. Cái loại kia nó bằng cái đồng của ăn vậy đó. Là phải đường phèn không chú? Không, đường cát nhưng mà tùy theo người ta đặt. Người ta đặt size nào thì mình đã làm size đó. Cái hộp bự hộp nhỏ. Dạ. Hộp trong Tết nó hộp bự lắm thì người ta làm mình thắng á. Dạ. Rồi ra Tết này người ta xài hơi nhỏ rồi. Vậy là bán được hả chú? Bán á, vậy là chú bao bán thôi. À. Còn cái đường mà kết tinh là người ta làm sao mà hộp nhỏ nhuyễn nhừ? Không, kết tinh là nhà máy làm chứ làm đâu. Dạ. Nhà máy nó xấy cô. Dạ. Đây là một đống đường. Quá chừng bự. Dạ. Này mình làm thủ công rồi nó lấy lại của mình rồi nó ra đường cái tinh. Không, cái này là người ta bán cho mấy đường mà nó về Thắng. Dạ. Nó làm bánh, làm đèo vậy đó. Dạ. Là người ta đường này nó ngọt hơn kia. Dạ. Làm thủ công đó, nó ngọt. Đường này nó nguyên chất hơn ha. Nguyên chất hơn mía mình chạy ra. Dạ. Nên sao chú quay mình sao nó thành đường nổ ha. Cái mù tưa á. Dạ. Bên đây là nó kết đặt rồi. Dạ. Đó nó đặt rồi đó. Dạ. Cái đó nó còn đen, mình ra đây mình rửa nước cho nó quay là rửa nước nó ra. Dạ. Vậy quay vậy bao lâu là ra đường mà được học đường vậy rồi chú? 5 phút không? Không được. Không được nữa hả? Đứng tại coi nè, dạ. Tôi mốt đó. Này là chú mới mốt từ bên kia ra. Nãy giờ kêu vô đó rồi. Cái này nó có hộp trong đây chưa chú? Có hộp vậy nè, hộp. Nó có hộp đường rồi nhưng mà nó màu đen. Rồi cái vô đó mới dục cái đó. Dạ. Hai người thêm mới nổi. Vậy người ta xin cho gà trồng cây bán rồi người ta đóng cồn. Cồn này ở trên Dương rồi tỉnh Phước Nguyên Quân làm men. Em đi xin nó bán gì đó, nó bán cho mình ở chăn nuôi. Đó là con gà ăn cũng được luôn. Gà rồi mình trồng cây được luôn. Đủ thứ luôn. Rồi cái này nó nuôi là người ta xử lý nhau. Thơm á. Vậy là trong đó nó có mình muốn lên biết không? Dạ. Một cái kết vậy là mình làm mấy ngày mới xong rồi? Mấy ngày mấy đêm. 7 ngày 7 đêm. Chạy hoài đó. Là nó mới ra đường. Dạ. Cái này nè nó dễ cái đầu mình chăm vô hoài nó đặt mình chăm chừng nào đầy con. Dạ. Như nước mía mình về mình nấu ở trên lửa nó không có ra hột đường chú? Không. Mình kết gì đó mới ra hột đường hả? Còn mía mà nấu ra là nó ra bên kia. Nó ra đường chảy á. Vậy là một cái gì một cái nồi vậy là 7 ngày 7 đêm nó mới đầy. Giờ nó mới kẹo lại thành đường. Đây thì nó đặc rồi, còn bên đây thì Khánh thấy là nó còn lỏng, nó còn nước nhiều hơn. Một nồi, 2 nồi, 3 nồi, 4 nồi, tổng là 4 nồi. Nấu cái nồi này thì mình lấy củi nè, mình châm vô đây, mình cũng nấu ở dưới đây, cho nó nóng. Và ở trên thì cũng có người máy nó quậy. Thank you.